mà đến thứ bảy thì hơi lâu, cho nên là tranh thủ biết cho các bạn làm cái lắp năm cho nó hoàn chỉnh. Khi mà các bạn mít ở đây thì nó có cái bài là quản lý sinh viên với quản lý sản phẩm là giống nhau nha. Cái bài ở trong lab của mình nè. Bài trong lab 5 thì chúng ta quản lý sản phẩm. Còn cái bài trong slide là chúng ta quản lý sinh viên. Hai cái bài này thì thực chất là nó giống nhau. Một bên là họ tên, một bên là điểm. À, này là họ tên, điểm. Còn bên này là tên và giá thì nó cũng đều là double với nhau hết. Cho nên là viết cái nào cũng được. Phải không? Trước đây thì thầy cũng có hướng dẫn cái bài này rồi. Nếu mà các bạn tìm lại trong cái video của thầy á, trong cái kênh của thầy thì có thấy. Cho nên là hôm nay chắc là thầy quay lại cái bài là sinh viên poly đi ha, làm từ đầu đến cuối với cái bài này. Thì khi các bạn làm hoàn thiện cái bài sinh viên poly này thì các bạn làm một cái bài lab khá là đơn giản, sắp xếp giảm dần theo giá, thì tí nữa thầy sẽ sắp xếp giảm dần tăng dần theo điểm, đúng không? Rồi xóa sản phẩm theo tên, nhập từ bàn phím thì tí nữa chúng ta sẽ xóa theo tên của sinh viên. Rồi tính giá trung bình của sản phẩm thì tí nữa chúng ta sẽ tính điểm trung bình của tất cả các thành viên trong lớp. Được không nào? Nhé, như vậy tí nữa mình sẽ làm cái bài này trong slide. Được không các bạn? Rồi, bạn nào đồng ý là chúng ta cho thầy số 3 nha. Số 3. 15 bạn. Ok Phong, thank you. Someone. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Entry. Các bạn có muốn chia sẻ gì với thầy trước khi thầy bắt đầu không? Có tâm tư, có nguyện vọng gì không? Hay là chúng ta triển luôn cái bài đấy là xong. Chuyển cái bài mà quản lý sinh viên, ok, một cái mình hiểu một cái là được. Muốn chia sẻ gì không nào? Muốn chia sẻ gì thì cứ mạnh dạn ha, mạnh dạn chia sẻ. Rồi như vậy thì trong quá trình các bạn nghe thầy giảng thì nếu như bạn nào thấy mà nhanh, thầy ơi nhanh quá, thầy cần giảng lại chỗ đó giúp em, thì lúc đó các bạn sẽ dừng lại nói lên giúp thầy, tại vì lúc thầy đang giảng thì thầy sẽ không nhìn cửa sổ chat của các bạn, cho nên là thầy không có biết là bạn nào đang chat ha, nó không có tiện, cho nên là các bạn cứ mở mic lên các bạn trao đổi để thầy dễ dàng control được cái kiến thức với các bạn cho nó dễ nha. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm cái demo về quản lý sinh viên Bully. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với quản lý sinh viên thì các bạn cần phải có một cái class sinh viên. Đó, class sinh viên. Class sinh viên của mình ở đây nó sẽ có họ tên và điểm trung bình. Chỗ này người ta dùng là D hoa, là nó có chữ double. Được chưa nào? Rồi, trước đây thì chúng ta đa số là dùng kiểu nguyên thủy, nhưng bây giờ trở đi thì nó sẽ có đến cái đoạn mà chúng ta phải dùng đến collection. Khi mà chúng ta dùng collection ở đây thì nó có đến cái phần là tạo cái comparator, và nó có cái comparator compare to. Thì muốn sử dụng được compare to
thì các bạn phải sử dụng cái kiểu của điểm là double ở dạng lớp 3. À, cho nên đối với bài này thầy demo với các bạn, và từ đây trở đi thì kiểu integer hoặc là kiểu double thì các bạn nên xài là kiểu lớp 3 nhé. Kiểu lớp 3 để chúng ta có thuận tiện so sánh, thuận tiện sử dụng một số cái phương thức mà người ta đã viết sẵn cho mình. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ khởi tạo một cái dự án là quản lý sinh viên Bully luôn. Vậy các bạn sẽ tạo mới cho thầy một dự án. À, theo thông thường thói quen của bên lớp của thầy hướng dẫn thì chúng ta sẽ gõ số thứ tự. Còn đối với các lớp khác thì tùy theo cách mà giảng viên các bạn hướng dẫn thì các bạn sẽ tạo cái process cho riêng mình. BS19200 ví dụ như thế. Quang Bình, và chúng ta sẽ có một cái dự án là quản lý sinh viên, quản lý sinh viên Bô Ly. Đó, quản lý sinh viên Bô Ly. Rồi, trong phần quản lý sinh viên Bô Ly này chúng ta sẽ tạo ra một cái package mới. À, cái chỗ này, cái main này nè, các bạn đổi lại giúp cho thầy ha, thành main quản lý sinh viên Bully. Đó, để nhìn cho nó dễ ha, mình rename cái tên này lại. Đây, main quản lý sinh viên Bully, mình nhìn cho nó dễ nhìn. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng một cái lớp sinh viên, new một cái class, chúng ta xây dựng một lớp sinh viên. Sinh viên ở đây chúng ta cần quản lý gì nào? Theo đề họ tên và điểm trung bình. Và chỗ này người ta để là public, nhưng chúng ta đã học đặc tả truy xuất rồi thì đối với lại thuộc tính chúng ta nên để nó là private. Và chúng ta muốn thao tác với thuộc tính thì chúng ta có set và get, được không? Đấy, như vậy là một số cái cơ bản chúng ta sẽ thay đổi tí xíu cho nó phù hợp với kiến thức của chúng ta hiện nay. Public string, đây là cái cách mà người ta khai báo trong đề, được chưa? Đây, người ta khai báo trong hướng dẫn nè, public string họ tên. Rồi nó có cái nữa là public double điểm trung bình. Đối với lại bài lab thì các bạn chỉ có thay đổi tên sản phẩm và giá là nó vậy thôi à. Rồi, nhưng mà khi đối với lại cái này là một cái thuộc tính thì chúng ta không nên xài public mà chúng ta xài private ha, private. Còn cái đặc tả là public hay là private thì các bạn xem lại bài trước, nó có cái slide liên quan đến phần này. Bây giờ chúng ta sẽ có tạo ra các cái hàm khởi tạo insert constructor, mà bạn có thể tạo như thế này. À, bạn sẽ gõ cho thầy là sinh viên enter, một hàm khởi tạo sinh viên enter, hai hàm khởi tạo. Nó đã cho mình hai hàm khởi tạo, mình phải rất là nhanh, được chưa nào? Và đối với lại hai cái thuộc tính này, các bạn có biết là làm sao mà thầy tạo ra hai cái hàm constructor này nhanh không? Thầy gõ chữ S, chữ sin thôi cũng được, control space ha, thì nó gợi ý cho mình nè, nó gợi ý cho mình là gen ra, gen cái sinh viên không tham số. Và mình lại gõ xin tiếp thì nó gợi ý cho mình là gen ra cái có tham số họ tên và điểm trung bình. Đó, rất là nhanh. Chúng ta sẽ insert code get và set, tức là để thao tác với điểm trung bình và họ tên. Đó, chúng ta muốn lấy họ tên thì chúng ta chọn get, chúng ta muốn đưa họ tên vào thì chúng ta chọn set.
Được chưa nào? Những cái này khá là cơ bản ha. Và chúng ta sẽ thêm một cái nữa là xuất và nhập. Được chưa? Đấy, ở trong đề người ta có yêu cầu mình lại làm gì? Nhập danh sách sinh viên. Thì để nhập danh sách sinh viên thì các bạn nhập một sinh viên trước. Được chưa nào? Nhập một sinh viên trước. Như vậy thì ở trong cái class sinh viên, chúng ta sẽ viết một hàm nhập. List void nhập. Trong class sinh viên chúng ta viết một hàm nhập. Để nhập được sinh viên thì chúng ta sẽ dùng cái scanner. Scan bằng new scanner system chấm in. Rồi chúng ta sẽ hỏi người ta là tên là gì và điểm là bao nhiêu. SOUT control space. Đúng nào? Chúng ta hỏi là họ và tên. Hai chấm cách ra. Và chỗ này chúng ta sẽ lấy tên sinh viên. À, họ tên chứ. Họ tên. Chúng ta sẽ lấy họ tên bằng scan chấm net line để chúng ta get họ tên vào. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy điểm sinh viên. Điểm ở đây người ta gọi là điểm trung bình. Điểm trung bình. Rồi, mình sẽ lấy điểm trung bình bằng scan.net double lấy được điểm trung bình. Đó là mình có được hàm nhập. Kịp đến đây không? Bạn nào không kịp cho thầy ý kiến nào? Kịp không? Ok, Trần Văn Đào giơ tay, chuyện gì em ơi? Em mở mic em nói chứ còn em giơ tay nhiều khi thầy không chú ý đâu. Hello Đào. Hello. Đào ơi, có chuyện gì? Dạ, hồi nãy em vừa giơ tay là để hỏi thầy là thầy ơi, thầy có thể record lại cho em cái buổi này không? Có em, record rồi. Quay em. Quay video lại. Có rồi, record rồi. Dạ, em cảm ơn. Rồi, ok em. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được cái code của phần là nhập ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất nè. Như vậy nếu như mà các bạn tự xuất cũng được, còn không thì mình sẽ dựa trên một cái phương thức mà người ta đã viết sẵn cho mình. Các bạn chọn toString thì nó sẽ viết sẵn cho mình ha. Sau này là mình muốn tự viết lại cũng được nha các bạn. Còn thầy tận dụng cái toString để mình demo cho nó nhanh. Ha. Rồi, đối với cái hàm xuất của mình, public void xuất, public void xuất, chỗ này chúng ta sẽ add out, đưa cái thông tin của chúng ta là toString hết. Như vậy là chúng ta đã xuất xong rồi đó các bạn. Xuất toString, xuất sinh viên ha. Như vậy đối với sinh viên chúng ta còn cái gì nữa không? Sinh viên nhập. Cái này là người ta cả một danh sách các bạn. Còn đối với lại mình định nghĩa một sinh viên. Như vậy cơ bản là đủ. Nếu tí nữa thiếu cái gì thì chúng ta sẽ đi định nghĩa tiếp nha. Rồi mình view lại cái lớp sinh viên của mình có những gì. Thứ nhất là mình sẽ có hai thuộc tính, hay còn gọi là hai attribute. Họ tên kiểu là string
điểm trung bình kiểu là double, được chưa nào? Rồi mình có một cái hàm khởi tạo không tham số, có một hàm khởi tạo có tham số, được chưa? Rồi mình đang sử dụng là họ tên và điểm là kiểu private, cho nên chúng ta sử dụng phương thức get và set để thao tác với các cái thuộc tính private, được chưa nào? Thay thay vì là mình dùng trực tiếp thì mình dùng qua các phương thức này. Mình viết một phương thức tiếp là nhập, viết một phương thức tiếp là xuất. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái hàm main. Mình thử mình khai báo một cái bạn sinh viên, mình khai báo một cái bạn là sinh viên, SV bằng new sinh viên. Như vậy thì đối với lại new sinh viên chúng ta có hai phương thức, tại vì lúc nãy có khởi tạo. Rồi phương thức thứ nhất, các bạn có thể gán trực tiếp ở đây là người ta sẽ yêu cầu là họ tên trước điểm sau. Như vậy giả sử mình gán là Nguyễn Thị Thu điểm 8.6, được chưa? 8.6 sinh viên chấm xuất hết, chạy sinh viên chấm xuất của thầy, hình như nó đang bị vướng cái các cái lớp kia, để thầy chạy lại từ đây nào. Sinh viên đó, ok, nó đang bị vướng, nó chạy một cái project khác cho nên là nó chưa có kịp. Và ở đây chúng ta có sinh viên họ tên Nguyễn Thị Thu, điểm trung bình 8.6. Nếu như các bạn muốn thêm một sinh viên mới, đúng không nào, thì các bạn cũng tương tự tạo ra một sinh viên thứ hai, SV2 sinh viên Trần Văn Hùng điểm, giả sử điểm 6 bị lỗi, lý do gì? Điểm của chúng ta kiểu double, bạn muốn 6 thì đó là 6.0. Sinh viên 2 chấm xuất, sinh viên 2 chấm xuất bị hoài ta, chưa hết bị rồi mà. Rồi sinh viên 2 chấm xuất. Như vậy mình đã có Nguyễn Thị Thu, Trần Văn Hùng đã xuất được, được không? Đấy, như vậy các bạn đã thấy là mình đã xuất được. Bây giờ bài của chúng ta yêu cầu là cả một danh sách sinh viên, cả một danh sách sinh viên, không phải một sinh viên, được chưa? Ok, mình test cái chỗ là nhập thử coi. Đối với lại sinh viên 2 mình không có gán trước mà mình sẽ nhập sinh viên 2. Mình test cái nhập ha. Sinh viên 2 chấm nhập. Coi ra cái gì? Chạy lại thử nào, sinh viên 2 chấm nhập. Bây giờ sinh viên 2 chấm nhập. Ok, đây sinh viên 2 nó bắt đầu nó hỏi nè, nhập nè. Lê A, điểm của chúng ta là 9, nó sẽ xuất ra sinh viên Lê A, điểm là 9. Như vậy mình đã hoàn thành được hai phương thức nhập và xuất cho sinh viên. Bây giờ mình sẽ viết tiếp. Nhu cầu của đề bài là người ta quản lý cả một danh sách sinh viên, thì bạn có thể sử dụng ở chỗ này, thay vì một sinh viên bạn có thể sử dụng ArrayList. Chú ý chỗ này nhé, bạn sử dụng cái ArrayList
ngay đây, Relit, để bạn quản lý một cái danh sách sinh viên là danh sách sinh viên bằng new array list, được chưa? New array list, bạn sẽ có cái array list ở đây, chấm phẩy đó, bạn sẽ viết ở đây và bạn sẽ viết nhập sinh viên, sắp xếp, vân vân, không? Ví dụ như bạn sẽ viết một cái phương thức nhập rất là nhiều sinh viên, bạn viết một phương thức xuất rất là nhiều sinh viên tại đây, ha, tại cái main này, tại cái main này. Nhưng mà như vậy thì không có hay, không có hay, được chưa? Mình sẽ viết bằng cách khác, mình sẽ viết bằng cách khác, mình sẽ viết bằng cách là mình tạo thêm một cái class để nó thao tác dữ liệu với cái class sinh viên này, thì nó cũng nhập danh sách sinh viên, cũng xuất danh sách sinh viên, cũng sắp xếp, cũng tìm kiếm. Nhưng đối với sinh viên thì chúng ta có một cái class riêng để xử lý sinh viên. Chúng ta có sản phẩm thì có cái class riêng để xử lý sản phẩm. Chúng ta có điểm thì có class riêng để xử lý điểm. Như vậy thì nó rất là thuận tiện sau này các bạn xài. Và mình làm quen với cái cách này thôi, chứ không có gì lạ cả. Tại vì mình có thể viết tất cả các hàm ở đây. Ha, mình có thể viết một cái hàm liên quan đến nhập danh sách sinh viên, rồi một cái hàm khác là để sắp xếp, rồi một cái hàm khác là để tìm kiếm, một cái hàm khác là để xóa, vân vân. Và chúng ta có rất nhiều cái hàm chúng ta có thể viết trực tiếp tại main. Nhưng mà chúng ta có danh sách sinh viên thì chúng ta viết những cái hàm tại đây. Chúng ta có danh sách sản phẩm thì chúng ta lại viết tại đây. Chúng ta có danh sách về các môn học thì chúng ta viết tại đây. Bất tiện lắm. Bất tiện. Chúng ta sẽ làm gì? Chỗ này chúng ta không viết tại đây nhé. Và chỗ này, array list, danh sách sinh viên cũng không viết tại đây. Mà mình sẽ tạo một cái ở bên này, new, một cái class mới. Class này các bạn sẽ để giúp cho thầy sinh viên DAO, Data Asset Object, thao tác dữ liệu ha, thao tác dữ liệu. Và trên chính cái class này nè, trên chính cái class này chúng ta mới tạo array list. Array list sinh viên, sinh viên, và chúng ta có danh sách sinh viên ở đây, danh sách sinh viên bằng new array list. Mình viết bên này và viết bên kia giống nhau nha, chẳng qua là mình gom code qua đây để cho nó thuận tiện sau này sử dụng thôi, chứ còn cũng như nhau, cách viết đều như nhau hết. Bên này chúng ta sẽ nhập danh sách N sinh viên. Không, người ta ở đây người ta nói là nhập danh sách sinh viên và người ta không nói là nhập bao nhiêu. Có nghĩa là nhập đến khi nào thích thì chúng ta dừng. Kịp chỗ này không? Mình nhập cho đến khi nào mình thích thì mình dừng. Thì chúng ta sẽ có một cái phương thức. Lúc này chúng ta không gọi là hàm nữa, ở bên kia thầy gọi là hàm, nhưng bây giờ nó gán vô một cái class thì chúng ta nên gọi nó là phương thức. Còn cái danh sách sinh viên này nó là một thuộc tính. Chúng ta có phương thức nhập public void nhập, và chỗ này cái nhập này và cái nhập của sinh viên lúc nãy khác một tí. Của sinh viên là chúng ta nhập một sinh viên, còn của sinh viên DAO chúng ta nhập là nhập cả danh sách.
Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng một vòng lặp do while đến khi trả lời mà bằng không thì chúng ta dừng ha. Đến khi trả lời bằng không thì chúng ta dừng. Trả lời bằng nên. Khi mà các bạn khai báo một cái biến chuỗi thì các bạn nên gán cho nó là rỗng. Khai báo cho nó chuỗi này là chuỗi không có tồn tại giá trị, được khởi tạo là không giá trị. Nên. Còn chuỗi rỗng là chuỗi này nhé. Nếu như mà bạn dùng cái từ chuỗi rỗng thì nó là chuỗi này. Còn cái chữ nên là chuỗi mà không có giá trị hay là giá trị của nó là nên. Rồi tìm hiểu sâu về cái đó thì các bạn sẽ search trên mạng để các bạn tìm hiểu cho thầy. Trong khi phủ định của trả lời chấm equal với Aaron K là không. Đó, không hoặc là không nào cũng được thì kết thúc. Và chỗ này là mình viết code ha, viết code. Còn chỗ này mình sẽ hỏi là bạn có tiếp tục không? Có tiếp tục không? Có không? Chấm hỏi. Và mình sẽ sử dụng trả lời để đón nhận cái chỗ này chúng ta chưa khai báo cái scanner. Tại vì mình muốn nhập mình phải khai báo cái scanner bằng new scanner ses.in scanner.netline để lấy giá trị vào chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã có một cái vòng lặp hỏi là có tiếp tục hay không. Vậy bây giờ chỗ này chúng ta mới nhập nè. Chúng ta mới nhập ha. Chúng ta sẽ có một sinh viên SV bằng new sinh viên chấm phẩy. Và chúng ta gọi sinh viên chấm nhập. Sau khi chúng ta có sinh viên rồi thì chúng ta đưa cái danh sách sinh viên này vào array list. Đó, hết cái quá trình nhập danh sách của ta rồi đấy. Tạo ra một sinh viên, new sinh viên chấm nhập danh sách sinh viên, add sinh viên này vào. Và mình hỏi tiếp có tiếp tục không? Nhận giá trị vào đây. Nếu trả lời là K thì chúng ta kết thúc quá trình nhập. Đó là nhập ha. Đối với lại cái xuất danh sách public void xuất. Xuất này cũng khác với lại xuất của sinh viên. Tại vì xuất của sinh viên nó chỉ xuất một sinh viên đó thôi. Còn xuất này chúng ta xuất nguyên cái danh sách sinh viên. Cho nên chỗ này các bạn sẽ dùng for sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên. Và chúng ta lấy SV chấm xuất. Như vậy chúng ta đã viết xong cái hàm xuất cả danh sách sinh viên. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ test thử ha, test thử nhập và xuất sẽ như thế nào. Chúng ta quay trở lại main. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái sinh viên trao ha, sinh viên trao bằng new sinh viên trao chấm phẩy sinh viên trao chấm nhập sinh viên đào chấm xuất. Rồi đó, thay vì các cái hàm mà nhập xuất này mình viết trực tiếp ở bên main này thì mình gom nó qua đây, đơn giản thế thôi, gom nó qua đây. À, thay vì các bạn viết trực tiếp trong main thì các bạn gom code qua kia
giống nhau cả. Run. Chỗ này nó vẫn xài cái dữ liệu cũ, sorry các bạn. Là Run. Rồi, họ tên sinh viên. Ví dụ như là An. Điểm trung bình của chúng ta là 9. Có tiếp tục không? Nếu như bạn ghi chữ có thì nó quay lại. Họ tên Bình. Điểm 3. Bạn có thể enter. Enter, nó cũng tự động quay lại. Enter tức là rỗng, rỗng so sánh với không là sai, sai, phủ định của sai là đúng, nó quay lại. Được chưa? À, tên là Hùng. Có điểm là 5. Enter. Tên là Sang. Có điểm là 3 rồi, 2. À, tên là Trúc. Có điểm là 7. Tiếp tục không, không. Rồi, xuất sinh viên ra. An, Bình, Hùng, Sang, Trúc. Được chưa nào? Đây là sinh viên mà chúng ta nhập vào. Sinh viên chúng ta nhập vào. Và chúng ta đã test được cái phương thức nhập và xuất đã thành công. Được chưa nào? Thay vì cứ mỗi lần mà chúng ta chạy thử, chúng ta phải nhập, chúng ta phải xuất, nó khá là lâu, thì chúng ta sẽ giúp thầy khởi tạo đi. Ha. Ở đây mình sẽ viết một cái phương thức gọi là phương thức khởi tạo, để cho mình tạo sẵn một cái danh sách sinh viên cho nó nhanh. Public void khởi tạo ha. Mình viết tiếng Việt, còn cái thằng contractor là nó khác, nó cũng là khởi tạo nhưng mà nó là tiếng Anh, nó dùng là sinh viên DAO hàm khởi tạo. Còn mình viết một cái class riêng của mình, hoặc là khởi tạo sinh viên đi. Như vậy trong này thầy sẽ có một sinh viên SV bằng sinh viên SV chấm phẩy SV bằng new sinh viên, và thầy sẽ đưa vô đây họ tên Nguyễn Thị Hoa, điểm 9.0. Rồi thầy sẽ lấy danh sách sinh viên .add. Bạn sinh viên này vào, thầy viết ra phía sau đi cho nó gọn ha. Cứ một cặp. Rồi mình lại tiếp tục, mình thêm một sinh viên mới, Trần Hòa, điểm 6, add sinh viên vào. Mình sẽ có Lena, điểm 8, add sinh viên vào. Mình sẽ có Bùi Linh, 6, 9, 9, 6, 8, 7, add sinh viên vào. Quỳnh Hoa, điểm 3, Trí Dũng, điểm 5, 6, 7, 8, điểm 5. Mình cho cái danh sách nó tăng giảm vậy để tí nữa mình sắp xếp cho nó dễ. Rồi, ok. Như vậy, để mình có thứ tự là mình để bạn này số 1 đi. Để tí nữa mình xuất ra mình thấy cho nó dễ thôi chứ không có gì hết trơn á. 2, 3, tại vì mình không có mã số, không có gì hết. Để mình biết được là có sắp xếp hay không á mà. 5, 6, ok. Tên của bạn này là 1, Nguyễn Thị Hoa. Tên của bạn này là 2, Trần Hòa. Đấy, như vậy cho nó dễ ha. Như vậy, chúng ta sẽ chạy lại nhập và xuất
chỗ này thay vì nhập thì các bạn sẽ gọi là sinh viên rao chấm khởi tạo ha, mình khỏi cần nhập, khởi tạo cho nó nhanh. Bị hoài vậy ta. Ok, sinh viên đấy, nó có sẵn luôn rồi, để mình thao tác tiếp các cái phần khác cho nó nhanh. Rồi chúng ta thao tác tiếp, xuất danh sách sinh viên đã nhập xong rồi, xuất danh sách sinh viên theo khoảng điểm ha, xuất danh sách sinh viên theo khoảng điểm. Như vậy chúng ta lại quay vô đây, chúng ta viết xuất danh sách nhân sinh viên theo khoảng điểm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là public void, chúng ta sẽ có xuất, chỗ này chúng ta sẽ nạp chồng ha, xuất danh sách theo khoảng điểm. Như vậy điểm min và điểm max, double điểm min phải double điểm max, xuất trong khoảng này, xuất trong khoảng này. Nếu như điểm mà nằm trong khoảng từ min đến max thì chúng ta xuất, còn không thì thôi. Vậy tương tự như vậy chúng ta cũng for sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên. Ở trên này chúng ta xuất bất kỳ sinh viên nào, nhưng dưới này chúng ta phải so sánh điểm nằm trong điểm min điểm max. Nếu sinh nếu SV chấm get điểm trung bình, không get điểm trung bình mà lớn hơn bằng điểm min và sinh viên chấm get điểm trung bình nhỏ hơn hoặc bằng điểm max thì làm gì? Thì xuất cái sinh viên này ra, còn những sinh viên khác không xuất. Xuất sinh viên này ra, còn sinh viên khác không xuất. Điểm của mình hồi nãy là có 3, có 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy giả sử mình sẽ xuất từ 5 đến 8 thôi, còn lại điểm 3 và điểm 9 không xuất, đúng không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xuất là 3.0.8.0. Chúng ta chỉ xuất danh sách đó thôi. Ok, chúng ta sẽ xuất cái danh sách toàn sinh viên để cho chúng ta dễ thấy. Xuất. Đây, danh sách này là danh sách chỉ có 3 và 8, còn những bạn khác thì không xuất. Rồi, chúng ta có hai danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên có 6 bạn. Danh sách sinh viên này chúng ta đã cắt đi bạn có số 3 điểm. Mình đang xuất 3 luôn rồi. Và số 9 mình cắt rồi. Tại vì danh sách của mình đang lấy là 3 đến 8. Bạn số 2 điểm không ạ? Không có đúng không? Mình lấy từ 4 đi. Mình lấy từ 4 đến 8 đi. 4 đến 8. Đây, số 3 biến mất. Mình lấy 4 đến 8 thì số 3 biến mất, số 9 biến mất. Được chưa? Như vậy, chúng ta đang xuất theo khoảng điểm. Vậy trong đề lab, người ta không có nói xuất theo khoảng điểm mà người ta nói xuất chung, xuất nhập và xuất danh sách. À, cho nên cái bài này mình ví dụ thì nó nhiều hơn là dư để làm lab luôn. Tìm xóa sản phẩm theo tên,
tìm và xóa. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ viết hàm tìm trước. Viết hàm tìm trước. Và ở chỗ này chúng ta sẽ viết hàm tìm. Và khi các bạn tìm kiếm thì thường các bạn sẽ viết theo dạng là bốn lần tìm thấy hay không tìm thấy. Còn đối với cách của thầy, chúng ta sẽ viết trả về kiểu in theo chỉ mục. Nếu mà thấy thì thấy ở đâu. Nó sẽ hay hơn là cái chuyện mà tìm về trả về kiểu bốn lần ha. Public kiểu in. Hồi nãy thầy nói là dùng kiểu integer để các bạn compare, các bạn sẽ so sánh. Nhưng mà đối với lại cái vị trí trả về thì chúng ta cũng không cần làm gì nhiều cả. Chúng ta chỉ biết nó là vị trí bao nhiêu thì chúng ta xài in cũng được. Còn nếu cần thì bạn muốn bạn xài integer cũng được ha. Như nhau. Chúng ta sẽ tìm. Và ở đây người ta đang mong muốn mình tìm cái gì? Tìm theo tên. Ok. Như vậy chỗ này tên là string. Tìm theo tên. Tên. Và chúng ta đang muốn biết là bạn sinh viên này đang ở đâu. Cho nên chúng ta phải có chỉ mục. Và muốn có chỉ mục thì chúng ta for theo dạng in y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách sinh viên chấm size y cộng cộng. Chứ chúng ta không có for at được. Bởi vì khi for at thì chúng ta không có thấy được cái vị trí của nó. Được không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy danh sách sinh viên chấm get in. À, get index ha. Và đối với khi mình get ra thì nó sẽ trả về cho mình là một sinh viên. Khi mà sinh viên các bạn get, đây các bạn nhìn nè, cách mình xem một cái phương thức ha. Khi mà sinh viên mình get ra thì nó trả về cho mình là một kiểu dữ liệu là sinh viên. Như vậy kiểu dữ liệu sinh viên mà mình đang muốn tìm tên thôi thì kiểu dữ liệu sinh viên mình sẽ chấm tiếp get họ tên. Get họ tên. Khi mình có được họ tên của sinh viên rồi thì mình sẽ so sánh equal với cái tên. Xem thử là có tìm thấy hay không tìm thấy. Được chưa nào? Nếu chỗ này mà mình tìm thấy đúng không? Thì mình làm gì? Nếu tìm thấy nè, nếu tìm thấy thì return về giá trị của vị trí mà chúng ta đang tìm thấy. Còn không thì return trừ 1. Cái này chúng ta gọi là cơ. Tìm thấy, không tìm thấy. Tìm trả về kiểu in. Đó là hàm tìm. Được không? Nếu các bạn hiểu ở đoạn tìm kiếm, các bạn đi tiếp bằng cách cho thầy số 4. Còn bạn nào không hiểu thì vẫn là số 3 rưỡi đi. Hiểu thì số 4 đi tiếp. Không hiểu thì 3 rưỡi. Hàm tìm. Các bạn của tôi đâu hết rồi? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Tìm. Bây giờ chúng ta sẽ thử ha. Chúng ta thử tìm theo tên để xem thử là có thấy được không. Chúng ta sẽ tìm theo tên. Cái thằng xúc theo trong khoảng này chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm theo tên. Và tên người ta nói là nhập từ bàn phím. Ok. Vậy chúng ta sẽ có một cái biến ở đây là string tên chấm phẩy. Và tại đây chúng ta cũng cần nhập, cho nên chúng ta vẫn cần có scanner bằng new scanner system.in chấm phẩy.
Và chỗ này chúng ta sẽ S out xịt N để cho nó cách với lại cái ở trên ra nhìn cho nó đẹp thôi chứ không có gì. Họ tên cần tìm, họ tên cần tìm, và tên sẽ bằng skinner.netline. Họ tên cần tìm và skinner.netline. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tìm thấy không. Nếu mình sẽ có cái vị trí bằng svdao.tìm, tìm tên. Nếu vị trí khác -1 tức là tìm thấy, còn nếu bằng -1 là không tìm thấy, đúng không? Nếu vị trí khác -1 thì chúng ta sẽ xuất ra, chúng ta sẽ xuất ra đã tìm thấy sinh viên. Và lúc này chúng ta sẽ lấy sinh viên đâu. Bây giờ là vấn đề đây nè, chúng ta có danh sách sinh viên, đúng không? Danh sách sinh viên nhìn có vẻ không ổn tí nào, tại vì lúc nãy chúng ta nói rồi, đối với lại một thuộc tính thì chúng ta nên ẩn vào bên trong, chúng ta không đưa ra bên ngoài. Như vậy thì quay trở lại sinh viên, chúng ta ẩn cái thuộc tính, quay lại đây, chúng ta ẩn luôn cái thuộc tính chỗ này, không phải là để không vậy nữa, mà chúng ta sẽ là private. Đấy, private. Và khi chúng ta có private thì các bạn nên thêm cái hàm khởi tạo, thêm cái hàm get set cho cái thằng danh sách sinh viên. Đó, get set cho danh sách sinh viên. Quay trở lại bên này, chúng ta sẽ get danh sách sinh viên chấm get tại vị trí, và chúng ta xuất cái sinh viên này ra để cho mọi người thấy là sinh viên đó là sinh viên nào. Trước tiên là cái lớp này mình lấy được cái danh sách sinh viên, cái này là danh sách cả một lớp. Và sau khi lấy danh sách sinh viên xong thì mình get ra một sinh viên tại vị trí. Khi mình get được cái sinh viên này rồi thì mình có một sinh viên, và tương ứng với một sinh viên, đây là một sinh viên, thì chúng ta dùng phương thức xuất. Phương thức xuất mình đã viết bên sinh viên. Đây, phương thức xuất đã viết bên sinh viên ha. Như vậy chúng ta thấy, chúng ta gọi phương thức chồng nhau và các bạn sẽ hiểu dần dần ha. Sinh viên DAO là cái lớp mà chúng ta quản lý rất nhiều sinh viên. Get danh sách sinh viên là mình lấy cái danh sách ra. Get tại vị trí là lấy một bạn trong danh sách lớp tại cái vị trí này. Khi có được bạn đó rồi thì chúng ta dùng phương thức xuất để đưa thông tin của bạn đó ra. Vậy bây giờ mình kiểm tra lại cái thông tin của đây là gì. Quỳnh Hoa 5 chấm Quỳnh Hoa. Chúng ta tí nữa chúng ta tìm cái bạn này thử có không ha. 5 chấm Quỳnh Hoa, xem thử bạn Quỳnh Hoa có không. Rồi mình sẽ tìm. Ok, chạy. Đây, mình sẽ tìm cái bạn 5 chấm Quỳnh Hoa, hoặc bạn nào cũng được, không nhất thiết là phải bạn này. 5 chấm Quỳnh Hoa, enter. Đã tìm thấy sinh viên Quỳnh Hoa. Đã tìm thấy sinh viên Quỳnh Hoa. Bây giờ mình chạy lại
mình ghi là bạn Hoa thôi. Enter. Không tìm thấy. Ha. Nếu mà ghi bạn Hoa không thì không tìm thấy. Như vậy chỗ này mình chỉ mới if là tìm thấy. Còn không tìm thấy mình chưa viết thì mình thêm vào đây L. S L. Không tìm thấy sinh viên cộng với tên. Đó, như vậy là không tìm thấy sinh viên cộng với tên. Được chưa? Không tìm thấy sinh viên và sinh viên Hoa. Enter. Không tìm thấy sinh viên. Được không nào? Như vậy chúng ta đã viết được hàm nhập, hàm xuất danh sách, xuất theo khoảng điểm. Bây giờ mình sẽ tìm ha, tìm rồi. Tìm và sửa sinh viên theo họ tên. Như vậy mình tìm họ tên nhưng mà mình sửa điểm đi cho nó hay. Tìm họ tên và sửa điểm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái lớp này. Chúng ta tìm họ tên và sửa điểm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có public in luôn. Sửa. Sửa điểm. Tìm và sửa điểm. Như vậy string tên để tìm phải double điểm để chúng ta đổi thành điểm mới, lấy điểm cũ thành điểm mới. Và chúng ta sẽ muốn tìm, muốn sửa thì chúng ta phải tìm trước cái đã. Vậy chúng ta sẽ có vị trí bằng tìm theo tên. Tìm là mình mới viết ở trên nè. Tìm xem thử có không. Nếu như có cái sinh viên đó, à, nếu như có sinh viên đó, tức là tìm à, vị trí chứ, vị trí, nếu như vị trí mà không bằng trừ 1, tức là có tìm thấy, thì chúng ta làm gì? Chúng ta lại lấy danh sách sinh viên chấm get tại vị trí chấm set điểm trung bình, set lại điểm mới, set cho sinh viên đó tại vị trí mới tìm thấy với cái điểm mới. Được không? Sau khi mình set xong thì các bạn sẽ return về vị trí chấm phẩy, còn không ra ngoài này. À, chúng ta sẽ khỏi cần đưa trong này, đưa cái return vị trí ra ngoài luôn. Ra ngoài này luôn. Rồi, ok. Đó. Đường nào chúng ta cũng return về vị trí, cho nên chúng ta đưa ra ngoài luôn. Nếu tìm thấy thì set điểm, còn không tìm thôi. Không tìm thấy thì bỏ qua. Như vậy, mình đã tìm và sửa được điểm. Tìm và sửa được điểm ha. Chạy trên này thử coi nào. Package sinh viên. Ok. Họ tên cần tìm. À, mình chưa có gọi. Chưa có gọi sửa mà. Đây mới họ tên cần tìm. Ok. Thầy sẽ đổi lại chỗ này tí xíu nữa. Mình mới họ tên cần tìm thôi. Bây giờ mình hỏi là điểm mới là bao nhiêu. Cái này là cũ rồi ha. Cái cách này mình xài mình biết rồi. Bây giờ họ tên xong, mình sẽ có điểm double điểm chấm phẩy. Và chỗ này chúng ta sẽ hỏi điểm. Chỗ này chúng ta sẽ hỏi điểm.
mới. Điểm mới là bao nhiêu? Điểm net double. Như vậy chúng ta sẽ có điểm mới. Và chỗ này chúng ta không có tìm nữa. Không có tìm nữa. Mà chúng ta sẽ sửa. Sửa điểm. Tên phẩy điểm. Sửa điểm tên phẩy điểm. Được chưa? Tên phẩy điểm. Nếu như tìm thấy thì chúng ta sẽ ghi đã tìm thấy sinh viên và sửa điểm. Rồi xuất cái sinh viên đó ra. Xuất sinh viên sửa điểm đó ra. Còn không thì mình không cần làm cái đoạn này cũng được. Phải không? Không cần làm cũng được. Mình sẽ tìm sửa điểm xong rồi mình xuất nguyên cái danh sách luôn cũng được. Tùy cái mục đích của chúng ta muốn làm gì. Mục đích của chúng ta là làm gì thì chúng ta sẽ viết như thế. Rồi chúng ta chạy lại cái này coi nào. Sinh viên cần tìm. Ví dụ như là bạn Quỳnh Hoa 3 điểm. 5 chấm Quỳnh Hoa. À cái này là nó chạy cái code cũ rồi. Ok. Năm chấm Quỳnh Hoa. Và nó hỏi điểm mới. Hoa trước đây là điểm 3. Mình sửa lại điểm 9. Tần tân tân Quỳnh Hoa điểm mới là 9. Bị lỗi chỗ nào đây? Sinh viên xét điểm trung bình. Điểm trung bình tại vị trí. Nếu vị trí khác trừ 1, sinh viên ghét tại vị trí xét điểm trung bình bằng điểm. Sửa tên điểm. Sửa điểm. Sửa điểm, sửa điểm. Vị trí in vị trí sinh viên chấm đao chấm sửa điểm. Tên điểm. Tên điểm. Sửa điểm. Tên điểm. Tìm vị trí theo tên. Nếu tìm thấy sinh viên ghét tại vị trí chấm xét điểm trung bình tại sao lỗi bị rồi mình sẽ bấm vô đây thì bấm vô thử coi nha. Tìm vị trí đi bước
Rồi, sinh viên cần tìm 5 chấm Quỳnh Hoa. Enter điểm 7. Điểm 7. Chúng ta đang thấy điểm là 7. Tên 5 chấm Quỳnh Hoa. Chúng ta đi tiếp. Step 8. Tìm 2 3 4 5. Rồi, tìm thấy Quỳnh Hoa rồi. Và bây giờ vị trí của chúng ta là 4. Vị trí bằng 4. Vị trí khác 0. Danh sách sinh viên get vị trí. Danh sách sinh viên get vị trí. Sinh viên get vị trí. Điểm trung bình. Họ tên là Quỳnh Hoa. Đúng rồi mà. Xét điểm trung bình. Điểm trung bình là 7. Đúng rồi. Xét rồi. Return vị trí 4. Vị trí bằng 4. Đã tìm thấy. Danh sách sinh viên get vị trí. Danh sách sinh viên get vị trí. Điểm trung bình là 7. Tên là Quỳnh Hoa. Thì nó là sinh viên, nó xuất thôi. Xuất. À, đúng rồi. Ok, vậy tại sao nãy lỗi? Ok, như vậy các bạn đã thấy là thầy debug ha. Debug để tìm ra thì nó có vấn đề gì. Quỳnh Hoa điểm cũ là 3. Bây giờ sau khi mình chạy mình sửa xong thì điểm mới của Quỳnh Hoa là 7. Ok, như vậy là mình đã xong cái phần là tìm sửa. Bây giờ xóa thôi, xóa theo tên. Xóa thì remove. Như vậy mình sẽ viết bên cái lớp down này. Xóa. Xóa thì tìm rồi xóa ha. Tìm rồi xóa. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ viết lại public void. Xóa. Xóa theo tên. String tên. Đưa tên vào. Nếu tìm thấy thì xóa tên đó đi. Integer vị trí bằng tìm theo tên. Nếu vị trí khác trừ 1, tức là tìm thấy, tức là tìm thấy, thì chúng ta sẽ thông báo đã xóa sinh viên cộng với tên. Và chúng ta sẽ dùng danh sách sinh viên chấm
remove object, remove chưa được. Ở đây nếu mà chúng ta remove tên là đâu có được. Remove gì? Remove vị trí. Ok, remove vị trí ha, remove tại vị trí đó. Còn không, còn không thì mình báo là không tìm thấy thôi. Không tìm thấy sinh viên. Như vậy mình đã xóa thành công, đưa tên vào, tìm, nếu tìm thấy thì remove vị trí. Ok, này là sửa điểm. Sửa điểm thì bây giờ chúng ta sẽ xóa sinh viên, không cần sửa điểm nữa, mà chúng ta sẽ có sinh viên đào chấm xóa theo tên. Rồi sau khi xóa xong thì chúng ta xuất lại để cho chúng ta sẽ xem thử là đã xóa được chưa. Đó, tìm xem, rồi chúng ta sẽ xóa. Tìm sinh viên muốn xóa 6. Trí Dũng đã xóa sinh viên Trí Dũng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biến mất. Rồi chúng ta sẽ xóa sinh viên thứ 3 Lena. 3.Lena Enter. Đã xóa sinh viên Lena. 1, 2, 3 biến mất. 4, 5, 6. Như vậy chúng ta đã làm thêm sửa xóa. Kết thúc được chưa nào? Và chúng ta đang hoàn thành khoảng cỡ đúng một tiếng cho bài tập này, đúng một tiếng cho bài tập này, khoảng cỡ 9:15 chúng ta bắt đầu, 10:15 chúng ta kết thúc. Ok, có gì nói nữa không nào? Nếu không thì tí nữa thầy sẽ chuyển cái video này cho các bạn, đồng thời chuyển code cho các bạn để các bạn xem. Như vậy thì code của các bạn nó sẽ nằm ở trong cái phần đường link luôn nhé. Thầy xuất code xong là thầy gửi lên Google Drive và các bạn sẽ lấy trên link luôn. Được chưa nào? Đó. Như vậy thì ở cái lúc chiều thầy cũng đã giải một lần rồi và chúng ta cũng đã có video, cũng đã có link của cái code lúc chiều. Còn nếu như mà các bạn muốn upload lại cái code này một lần nữa thì thầy sẽ up lại. Đây code lúc chiều. Thì tí nữa thầy sẽ up lại cái code này cho các bạn. Trao đổi gì thêm không? Nếu không thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Được chưa nào? Có bạn nào muốn hỏi, có bạn nào mà khác lớp mà muốn connect được với thầy thì các bạn sẽ join vô cái group Zalo lớp của mình luôn. Để muốn thì chúng ta có thể trao đổi cho nó thuận tiện. Đây. Đây là Zalo lớp của thầy đang dạy. Các bạn cứ join vào. Cần trao đổi gì thì cứ trao đổi thêm. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha.